Xin chào, ta chính là quái vật hai tay rất là dài đây, ta có rất là nhiều đàn em luôn. Và hôm nay ta sẽ đi tiêu diệt thế giới. Ta có hai cái lưỡi cũng rất là dài luôn, đó, cái lưỡi của ta màu tím. Và bây giờ ta sẽ đi tìm để tiêu diệt tất cả các xe luôn, vì ta rất là ghét xe trộn bê tông. Các bạn ơi, chạy thôi, chúng mình nghe nói có rất là nhiều quái vật, nó đang tìm cách tiêu diệt chúng mình, đặc biệt là có một con quái vật có cái tay rất là dài và cái lưỡi rất là dài luôn. Chúng ta phải chạy nhanh thôi, không là nó tiêu diệt chúng ta đó. Ok, chúng ta tiến lên nào các bạn ơi, chúng ta phải chạy thoát khỏi nơi đây. Ý, trời ơi, anh mập địch ơi, sao anh lại tung em? Trời ơi, tung cái mà lồi con mắt anh ra luôn rồi kìa. Anh chạy từ từ thôi, em là máy cày mà. Còn mình là xe cần cẩu đây các bạn ơi, mình đang cứu hộ một chiếc xe ô tô này mà mình giờ cũng phải chạy đi nè, không thôi là nó tiêu diệt mình đó. Còn mình là xe tải chở gỗ đây, các bạn ơi chờ mình với, mình chở gỗ nặng quá nên chạy rất là chậm nè, chờ mình với các bạn ơi. Các ngươi làm sao chạy thoát khỏi bàn tay rất là dài của ta? Ta đã đuổi kịp các ngươi rồi và bây giờ là ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. Chết rồi các bạn ơi, cứu mình với, nó đuổi kịp mình rồi. Tốc độ của nó thật là kinh khủng. Thôi chết rồi các bạn ơi, nó bắt được mình rồi. Chết rồi, cứu mình với. Rồi nó làm cho mình bị nát tan tành và những cái cây gỗ của mình bị bung ra ngoài đường và bốc cháy rồi các bạn ơi. Các bạn hãy cứu mình với nào. Không ai cứu được các ngươi đâu. Bây giờ tiếp tục là chiếc xe màu xanh gì kia. Chết rồi các bạn ơi, chạy thôi. Trời ơi, chiếc xe ô tô này cản trở mình làm mình nặng quá, mình chạy rất là chậm nè. Chết rồi, nó đuổi kịp mình rồi, bây giờ phải làm sao đây? Anh ơi, tha cho em đi, em có làm gì anh đâu. Người không làm gì ta, nhưng ta không thích các ngươi. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi đây, tung vô các ngươi nè. À, chết rồi các bạn ơi, nó tung mình mất lái rồi. Chết rồi, mình muốn bị lệch luôn rồi. Hên quá, mình giữ lại thăng bằng được rồi. Nhưng mà mình bị bốc cháy rồi các bạn ơi. Không sao, chạy tiếp nào. Ôi, không kịp rồi các bạn ơi, mình đã bị nát tan tành rồi, ai cứu mình với. Bây giờ ta đuổi theo con quái vật hai sừng mập địch kia, ngươi chạy đi đâu? Chết rồi, cứu mình với. Mình tuy rằng có hai sừng nhưng mà mình yếu lắm, mình không chống lại nó đâu, mình phải tăng tốc thôi, mình rất là nhanh. Ngươi không chạy thoát khỏi tay ta đâu, hãy xem ta đây, ta biến thành những cái hố này để cản đường ngươi. Ấy, chết rồi các bạn ơi, nó tạo ra những cái hố này khiến mình tung vô và nát tan tành rồi các bạn ơi. Thật đáng đợi cho người. Người chạy nhanh hơn ta, nhưng người không thông minh hơn ta đâu. Bây giờ người nằm đó mà chịu chết đi, ta đi tiêu diệt tất cả các xe còn lại đây. Cứu mình với. Tiếp theo là chiếc máy cày màu đỏ này, người không chạy thoát khỏi tay của ta đâu. Hãy xem ta đây. Chết rồi các bạn ơi, cứu mình với. Mình chạy nhanh nhất rồi mà mình cũng không thể thoát khỏi nó. Chết rồi các bạn ơi, nó tung vô mình rồi. Ý, cái đồ cày của mình rồi, xong luôn các bạn ơi, mình bị đổ rồi. Chết rồi, con quái vật này rất là ghê các bạn ơi. Các bạn phải tìm người để tiêu diệt nó đi, chứ chúng mình không thể tiêu diệt được nó rồi. Cứu mình với các bạn ơi, cứu mình với nào. Còn mình là xe trộn bê tông màu vàng đây. Chết rồi các bạn ơi, các xe kia đã bị tiêu diệt rồi. Bây giờ nó đã đuổi kịp mình rồi, phải chạy nhanh thôi. À, không kịp rồi các bạn ơi. Chết rồi, nó tung mình ngã và bốc cháy rồi. Hên quá, mình vẫn chạy được nè. Chạy thôi các bạn ơi. Wow, nó vượt lên trên mình rồi, mình phải né qua bên đây thôi, né qua. Wow, các bạn ơi, nó làm gì kia? Ý, nó ép mình qua đây. Chết rồi các bạn ơi, rồi xong luôn, xe của mình đã bị lật rồi, mình không thể chống với nó vì nó rất là mạnh các bạn ơi. Các bạn hãy kêu quái vật khác tiêu diệt nó đi nè. Làm gì có quái vật nào có thể tiêu diệt được ta nè. Chính ta đây, ta chính là quái vật xe buýt hủy diệt khổng lồ đây. Ta sẽ đi tiêu diệt ngươi, ngươi đừng có phách lối, hãy chờ ta đó. Đây rồi, ta đã thấy người phía trước. Thì ra là một chiếc xe buýt cùi bắp mà dám đòi tiêu diệt ta sao? Hãy tới đây. Đây rồi, ta đã gặp người hỡi con quái vật tay dài kia. Ta chính là xe buýt màu xanh hủy diệt đây. Ngươi không sợ ta sao? Không chịu chạy đi, đứng đây cho ta tiêu diệt sao? Ngươi mà tiêu diệt được ta sao? Bây giờ ta với ngươi sẽ chơi một trò chơi thử thách, đó là chạy đua xem ai chạy nhanh, ok không? Ta không thích chơi trò chơi gì hết. Bây giờ ta sẽ lùi lại, sau đó ta sẽ tiến lên và tung thẳng vô ngươi. Cái mùi hủy diệt của ta rất là mạnh, ngươi không chống lại với sức mạnh của ta đâu. Được rồi, hãy xem ta đây. Bây giờ ta sẽ tăng tốc và tung thẳng vô ngươi, để xem ngươi chịu được lực đâm của ta hay không. Chuẩn bị nào, chờ chết đi. 1, 2, 3, tung vô ngươi nào. À, chết rồi, sao nó cứng quá vậy? Ta không làm gì được nó, cái mũi của ta bị nát tan tành rồi. Ôi, nó thật là cứng quá đi. Ta phải làm sao đây? Người đã bị bốc cháy rồi kìa. Và bây giờ ta sẽ cho ngươi nát tan tành luôn.
Chết ta rồi, ta thật là chủ quan quá đi. Con quái vật này rất là mạnh và cứng luôn, ta không thể làm gì được nó rồi. Đúng rồi đó, ta rất là mạnh luôn. Bây giờ ta sẽ đi tiêu diệt tất cả thế giới. Bye bye người nhà, hỡi thằng xe buýt cùi bắp kia vậy mà cũng đòi tiêu diệt ta. Ta là người khổng lồ xanh đây, nghe nói có một con quái vật tay dài, nó đang đi tiêu diệt thế giới, bây giờ ta sẽ tìm nó. Đây rồi, ta đã gặp nó ở đây. Hỡi con quái vật tay dài kia, tại sao ngươi dám đi tiêu diệt thế giới, ngươi không coi ta ra gì sao? Ngươi là ai? Ta chính là người khổng lồ xanh đây. Thì ra là người khổng lồ xanh nổi tiếng bấy lâu nay. Bây giờ ta với ngươi sẽ tham gia cuộc thi thử thách, ta sẽ chạy trước, nếu ngươi đuổi kịp ta thì ta sẽ nhường thế giới này cho ngươi. Ok, được rồi, ta chấp ngươi chạy trước đó. Hỡi quái vật tay dài kia, ngươi không chạy thoát khỏi tay ta đâu. Bây giờ ta sẽ tăng tốc và đuổi theo ngươi. Tuy ngươi có tay dài nhưng mà ta rất là to cao. Đó, bây giờ ngươi chạy đi đâu cho thoát khỏi tay của ta? Vậy hả? Bây giờ hãy xem ta tăng tốc đây. Đó, ta đã đuổi kịp ngươi rồi. Hỡi con quái vật tay dài kia, chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Ngươi làm sao thắng được ta? Ta vẫn dẫn trước ngươi. Vậy hả? Vậy thì hãy xem ta đây. Ta sẽ cho ngươi lọt xuống hố cỏ này luôn. Ngươi cũng được đấy chứ. Nhưng không sao, ta nhảy lên lại được rồi nè. Bây giờ ta sẽ tăng tốc và đuổi ngươi. Hỡi con quái vật tay dài kia, đố ngươi đuổi được ta đó. Được rồi, vậy thì hãy xem sức mạnh của siêu nhân xanh đây. Ta chính là người khổng lồ xanh cùng với là siêu nhân ở trong người ta luôn. Bây giờ ta sẽ tăng tốc lên. Đó, ta đã vượt ngươi được rồi. Vậy là ta đã chiến thắng, ngươi đã thua rồi. Hỡi con quái vật tay dài kia, ấy chết rồi. Tại sao tao bị tung vô một cái gì mà bay lên trời đây? Thì ra đây là cái bẫy của con quái vật kia. Thật là tức chết đi mà, nó đã làm cho khuôn mặt của ta nát tan tành rồi. Ta đã thua nó rồi sao? Thật là tức chết đi mà. Đúng rồi, ngươi đã thua ta rồi. Bây giờ ta tiếp tục đi phá hủy thế giới đây. Ngươi thật là ngu ngốc quá đi mà. Các bạn ơi, chúng mình là các xe bồn chở xe ô tô đi làm việc đây các bạn ơi. Chúng mình chở xe ô tô cảnh sát đó. Nghe nói là có một con quái vật rất là hung tợn luôn, nó đang đi tiêu diệt thế giới. Nên hôm nay chúng mình đi làm việc, nhưng mà chúng mình phải chở theo xe cảnh sát để xe cảnh sát bảo vệ chúng mình nè các bạn ơi. Chúng mình có rất là nhiều xe màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu cam và rất là nhiều xe cảnh sát luôn. Wow, nhưng mà phía trước chúng mình có ba con quái vật gì xuất hiện kìa các bạn ơi. Không biết có phải là quái vật hay không, để chúng mình chạy tới xem sao nha. Thôi đúng rồi các bạn ơi, có ba con quái vật gì rất là ghê luôn, nhưng mà nó xa quá chúng mình không thấy rõ nó là quái vật gì. Nhưng chúng mình cũng phải đi thôi, vì có xe cảnh sát bảo vệ rồi nên chúng mình cũng không sợ đâu. Wow, thì ra là ba con quái vật Speaky đi toilet. Ôi, nó tạo ra một cái gờ ở đây các bạn ơi, chết rồi. Nó làm cho xe của chúng ta bị tung vô cái gờ rồi, bị tung vô quái vật Speaky đi luôn các bạn ơi. Các bạn coi lại nè, nó tạo ra một cái gờ khiến cái xe của chúng ta tung vô cái gờ và bay lên tung vô Speaky đi toilet và nát tan tành luôn rồi. Vậy là chúng ta không thể tới nơi làm việc rồi các bạn ơi, chết rồi, bây giờ phải dùng xe khác đi thôi các bạn ơi. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta có xe khác nè. Đố các bạn biết xe này là xe gì nào? Đó, các bạn thấy không, đây chính là xe tải chở xe làm kem đó. Các bạn thấy không, hôm nay mình có xuất hiện xe làm kem nè. Xe làm kem hôm nay sẽ bảo vệ xe tải nha, vì mình sẽ dùng những cây kem này để dụ dỗ quái vật. Quái vật nó thích ăn kem lắm các bạn ơi, các bạn có thích ăn kem không? Đó, mình tăng tốc lên để cho xe làm kem chạy nhanh nè. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ dùng xe tải này để đi giải cứu cái xe trộn bê tông vừa rồi nha. Hy vọng là quái vật nó sẽ ăn kem của mình và nó sẽ tha cho cái xe tải ở dưới của mình. Wow, đây có bánh donut các bạn ơi, phải nhảy lên và chui qua nó thôi, nhảy lên chui qua. Ô, chui qua thành công rồi. Ô, nhưng mà phía trước có quái vật, chết rồi các bạn ơi. Wow, quái vật nó dụ dỗ chúng mình chui qua bánh donut này và tung vô nó rồi, các bạn coi lại nè. Vậy là mình không dụ nó ăn kem được mà ngược lại nó dụ mình ăn bánh donut và mình đã tung vô quái vật và nát tan tành hết trơn rồi nè các bạn ơi. Vậy là hôm nay chúng mình thất bại luôn rồi, không thể tới nơi làm việc được rồi nè các bạn ơi.